mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đừng truyền luận thuyết hồ đồ. Hỏi: nửa tháng trước tôi có thỉnh một tượng Quan Âm, đã bỏ ra 20 đồng để khai quang, sau đó vui mừng đem về nhà. Nào ngờ khi bạn bè hỏi thăm, biết tôi đem tượng Phật vào nhà sau 11 giờ trưa, thì họ thất sắc la tôi: thỉnh tượng Phật phải lo đem vào nhà trước 11 giờ chứ, nếu không, cho dù có khai quang rồi, thì chẳng những không linh mà còn bị gặp tai họa nữa. Kết quả là chưa đầy mấy ngày thì xe đạp tôi bị mất trộm. Đến giờ tôi vẫn còn lo sợ, vì chẳng biết từ rày về sau còn xảy ra tai họa gì nữa không. Do vậy mà tôi đến thỉnh giáo ngài, phải làm sao để thoát khỏi tai nạn. Ngài nói rằng, nếu như đem tượng Phật vào nhà không đúng giờ sẽ chiêu tai đến cho gia đình, thì liệu còn ai dám thờ Phật nữa chăng? Xin các vị cư sĩ đừng có tuyên truyền cái thuyết hồ đồ làm lầm lạc người như thế. Truyền điều mê lầm thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì sẽ thành là ác trí thức. Nếu bạn cứ dùng thuyết sai lầm này để hướng dẫn người, tức là làm trái nhân quả đó. Có một người còn nói không được tụng kinh Địa Tạng ở nhà, vì vừa tụng kinh tiểu quỷ liền đến, rồi còn nói chỉ có ở trên lầu cao nhất mới có thể thờ Phật, nếu cúng ở dưới nhà người thì không cung kính. Vậy những ai ở chung cư thì không được thờ hay sao? Rồi nào là chú Lăng Nghiêm phải tụng lúc 3 giờ đến 5 giờ sáng, phải như thế này, phải như thế kia, vân vân và vân vân. Đây toàn là tà thuyết, gây chướng ngại cho người tụng kinh, trì chú, thờ Phật. Có lẽ người nói có lòng tốt, nhưng tuyên truyền như vậy lại thành ra trợ giúp ma vương và không hay. Bạn nên hiểu, giờ nào cũng đều có thể thỉnh Phật vào nhà, còn chuyện khai quang đấy chỉ là hình thức mà thôi. Nên biết Phật không cần chúng ta khai quang. Ý nghĩa khai quang là biểu minh rằng từ hôm nay ta bắt đầu lễ Phật, học Phật. Nếu cứ nói không khai quang Phật chẳng hiện hữu là quá sai lầm. Thờ Phật tại nhà sẽ giúp chúng ta lúc nào cũng được nhìn thấy tượng Phật, nhắc nhở rằng trong lòng mình lúc nào cũng có ánh sáng trí tuệ chân chính của Phật, nên làm gì cũng phải có chánh tri, chánh kiến. Điều cần làm nhất, thờ phụng tốt nhất chính là bản thân phải ngưng dứt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Cho nên thỉnh tượng Phật về nhà có thể cúng thờ ở chỗ nào mà ta cảm thấy thích nhất, hợp nhất là được. Sau khi bày hương hoa cúng phẩm, dâng hương đảnh lễ Phật xong là xem như khai quang rồi. Người có thiên nhãn sẽ nhìn thấy tượng Phật phóng kim quang, còn không thiên nhãn vẫn có thể dùng tay cảm nhận khí này. Chẳng hạn như ở cách mấy mét, nhẹ nhàng thử đẩy Phật tượng, cảm thấy có một lực cản vô hình. Chỉ là tôi muốn nói với các vị, tượng Phật tỉnh về được ta dùng tâm cung kính đảnh lễ rồi thì sẽ khác đi. Chính xác là Phật Bồ Tát sẽ phân tâm hiện hữu tại đó. Cũng không nên chấp trước và việc thử xem có cảm nhận được khí lành hay có thể nhìn thấy kim quang hay không. Nếu thỉnh Phật về rồi, trong lúc lễ bạn có thể tụng 37-21-49 biến chú Đại Bi hay Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, hay những kinh nào mà bạn muốn tụng đều tốt cả. Như cúng tượng Địa Tạng Vương thì có thể tụng 1-3 bộ. Tóm lại, bạn cho rằng làm sao trang trọng cung kính nhất thì cứ an vị như thế. Phật nói tất cả do tâm tạo, nên chỉ cần sau khi thỉnh tượng về rồi, bạn cần nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện thì sẽ trở thành đệ tử chân chính của Phật ngay. Ngược lại, nếu bạn cứ chấp chặt vào hình thức, đi nhiều chùa khai quang cho lắm nhưng không lưu tâm lo trì ngũ giới, hành thập thiện, thì Phật cũng chẳng giáng lâm nơi nhà bạn. Nói xong thì Hòa Thượng hỏi rằng: còn chuyện mất xe đạp, xin hỏi ngày xưa khi bạn công tác có lấy của cơ quan 6 cây gỗ dài độ 1,5 m và một cây dài 10 mấy mét chăng? Người bạn ấy trả lời: dạ có,
Đó là cây cũ do đơn vị không dùng, nên tôi lấy đem về xây nhà bếp. Hòa thượng lại nói rằng: nhưng bạn không được cơ quan cho phép, đã tự tiện lấy đem về nhà, làm như vậy là lấy trộm. Đó là xưa gieo nhân xấu, hiện tại bị mất xe đạp, là do quả trổ. Đây chính nhờ công đức bạn thỉnh Phật, lễ Phật, nên bắt đầu trả nghiệp, giải nghiệp. Bạn còn tham chiếm của đơn vị nhiều vật khác nữa, phải mau lo sám hối thì may ra có thể tiêu tội, hoặc được quả báo nặng chuyển thành nhẹ. Còn cái chuyện mất xe đạp cùng giờ giấc thỉnh Phật vào nhà không ăn nhập gì tới nhau đâu. Mong tất cả đệ tử Phật đừng có mê tín như thế. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。